Đây là tình hình lũ tại Quảng Ngãi lúc 5 giờ sáng nay, ngày 11 tháng 10. Hiện nay thì nước lũ trên sông Trà Khúc đang dâng rất là cao. Trong đêm qua thì tại nhiều cái khu vực vùng đồng bằng của tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền các địa phương đã sơ tán nhiều hộ dân bị ngập sâu trong nước đến khu vực tạm để mà tránh trú. Dự báo là trong ngày hôm nay thì mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra tại tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung. Tình hình lũ thì cũng đang diễn biến hết sức phức tạp. Lo nhất là khu vực các vùng hạ lưu các con sông. Mưa lũ kèm theo lốc xoáy trong ngày hôm qua cho đến nay thì cũng đã làm cho hơn 20 ngôi nhà của người dân ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi bị tốc mái sập, trong đó là có một người bị thương và nhiều ngôi nhà bị ngập sâu trong nước. Vào lúc 21 giờ tối qua thì tàu cảnh sát biển của vùng cảnh sát biển 2 cũng đã kịp thời điều động tàu để mà ra huyện đảo Lý Sơn đưa 4 người dân đang cấp cứu tại Lý Sơn vào trong đất liền, trong điều kiện mà toàn huyện đảo Lý Sơn đang bị cô lập do biển động. Đến 21 giờ đêm qua thì cả 4 bệnh nhân ở đảo Lý Sơn cũng đã được đưa vào tới đất liền. Trong 4 bệnh nhân này thì có một bệnh nhân là thầy giáo bị nhiễm trùng uốn ván, 2 bệnh nhân là bị sốt xuất huyết nặng và 1 bệnh nhân là bị gãy chân. Cho nên là lực lượng cảnh sát biển đã kịp thời đưa cả 4 bệnh nhân này vào trong đất liền. Và tình hình thời tiết ở đảo Lý Sơn thì cũng đang có sóng to gió lớn, các phương tiện đều đã dừng hoạt động. Tại huyện Trà Bồng thì xảy ra tình trạng là sạt lở một tổ máy ở thủy điện và chính quyền địa phương đang tiếp cận hiện trường để mà chỉ đạo các cái phương án khắc phục. Nước ở các con sông lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gần như đã vượt báo động 3. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn thì tình hình mưa tại Quảng Ngãi, tại các tỉnh miền Trung vẫn còn diễn ra trong vài ngày tới.